Chào tất cả các bạn, sẽ có rất là nhiều các bạn lo lắng là khi đi du học Úc mà không có người thân, không có bạn bè thì phải làm sao? Thì sẽ làm gì khi những ngày đầu tiên mới qua đó? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm các bạn nhé. Thì khi mà các bạn có visa rồi thì các bạn sẽ mua vé máy bay rồi chuẩn bị hành lý, sắp xếp hành lý để chúng ta lên đường. Thì chỉ cần sau 8 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay thôi, ngang ngửa với khoảng thời gian mà chúng ta sẽ ngồi trên xe từ thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang là các bạn đã có mặt tại đất nước chuột túi rồi đó. Nghe thấy mình miêu tả cái cảm giác như là ngồi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Nha Trang thì các bạn sẽ cảm thấy đi Úc nó rất là gần ha. Vậy mà khi mà nói là đi học ở đâu, đi du học Úc, chúng ta sẽ cảm giác là nó có một cái sự xa kinh khủng khiếp luôn. Thì khi mà các bạn vừa tới nơi thì các bạn sẽ bắt xe Skybus, vì xe sẽ đi đến cái trạm là Stourton Cross Station. Thì đây không phải là cái station lớn nhất tại Úc nhưng nó lại là một cái station phổ biến. Thì tại đây bạn có thể mua được cái thẻ điện thoại của hai hãng, đó là hãng Vodafone hoặc là Optus. Hãng nào cũng được các bạn nhé, tùy theo tất cả các bạn thôi. Sau khi mà mua sim điện thoại xong thì bạn sẽ cài 3G, sau đó sẽ tải một cái phần mềm, đó là cái app là VTV. Đây là một cái app mà sẽ theo các bạn trong suốt thời gian các bạn sinh sống và học tập tại Úc. Thì tại Stourton Cross Station thì sẽ có free wifi, nhưng mà các bạn vẫn phải cài 3G, vì khi mà các bạn đã đi ra khỏi cái khu vực này rồi thì wifi chúng ta sẽ không còn nữa, lúc đó 3G sẽ cực kỳ là cần thiết với tất cả các bạn. Thì bạn nên mua một cái thẻ MyKey để dùng để đi bus hoặc là để đi tàu điện ngầm. Thì giá hiện tại cho một lượt đi của nó là khoảng 4 đô 10 sen. Nếu như một ngày bạn đi 2-3 lượt thì số tiền bạn tiêu khoảng cỡ hơn 10 đô. Thì trong vòng một ngày hôm đó bạn sẽ không bị trừ tiền cho các lần đi tiếp theo nữa. Về cái việc mà tiếp theo mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn, đó là việc chọn nhà. Thì chúng ta cần phải chọn những cái nhà mà nó gần trường để tránh cái việc tốn thời gian đi lại quá nhiều. Thì có một bạn học sinh đã chia sẻ rằng bạn ấy đã trải qua 2 tiếng đồng hồ mỗi ngày để cho cái việc di chuyển từ cái chỗ ở cho tới cái khu vực trường học. Rồi có nhiều bữa bạn ấy đi làm về đi làm về đã 11 giờ đêm rồi, sau đó lại tốn thêm khoảng thời gian 1-2 tiếng để đi về tới cái chỗ ở. Thì thực sự là mình hãy cảm nhận đó là một cái điều rất là khủng khiếp. Nó cảm thấy cho các bạn không có được thoải mái, cực kỳ mệt mỏi. Rất là chưa kể những cái buổi mà chúng ta đi đêm hôm về còn nhiều khi gặp kẻ xấu. Bởi vì thường xa thì nó sẽ không có được đông đúc lắm, nó sẽ hơi hẻo lánh một xíu. Cho nên việc mà các bạn chọn nơi gần nhà thì đó là một lựa chọn hoàn toàn là đúng đắn. Nó sẽ hỗ trợ cho tất cả các bạn trong cái việc di chuyển lại, không quá mất thời gian, sức khỏe các bạn được đảm bảo hơn. Cũng như các việc các bạn mà tìm được công việc làm nó cũng sẽ phù hợp hơn. Có rất là nhiều bạn đã có được công việc làm rồi nhưng vì chỗ ở quá xa, các bạn không thể theo nổi, các bạn chỉ làm được một vài buổi rồi các bạn cũng nghỉ. Về việc nữa là các bạn lo lắng đó là cái việc đi chợ nấu ăn hay là đi siêu thị. Thì thực ra là đi chợ thì nó sẽ rẻ hơn siêu thị một chút, và các bạn cũng cần lưu ý là khi mà mình đi chợ của người Việt thì nó lại rẻ hơn đi chợ của người ta một chút xíu nữa. Nên vào ngày cái thứ bảy hoặc là chủ nhật á, thì các bạn sinh viên sẽ thường sẽ đi chợ và chuẩn bị đồ ăn trong một tuần. Các bạn chuẩn bị xong các bạn cho vào hộp, để nó vào trong tủ lạnh, khi nào mình cần thì mình lôi ra mình rã đông mình nấu thôi. Thì nói chung là cái việc mà đi chợ ăn uống tự nấu ăn hay là các bạn có thể ăn bên ngoài thì tùy thuộc vào cái sở thích, cái thói quen cũng như cái sự siêng năng của các bạn, hoặc là cũng phụ thuộc chính vào cái yếu tố tài chính của gia đình. Và có một điều nữa là mình cũng muốn khuyên với tất cả các bạn là khi mà chúng ta có dự định đi du học, chúng ta đang trong quá trình làm hồ sơ, thì chúng ta hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình, cho bạn bè của mình. Bởi vì đôi lúc khi mà các bạn làm hồ sơ, bạn nói là khi mà có visa rồi các bạn sẽ dành ngày này cho bạn A, bạn B, bạn C, dành ngày này để ăn tiệc chia tay với gia đình. Nhưng khi mà đôi lúc nó không có được như chúng ta mong muốn, là khi hôm nay chúng ta có visa mà ngày nhập học là ngày kia chúng ta đã phải nhập học, là chúng ta đã phải bay rồi. Như vậy chúng ta sẽ không có quá nhiều thời gian, lúc đó chúng ta chỉ còn có 1 ngày, 2 ngày để chúng ta chuẩn bị hành lý thôi, không có nhiều thời gian dành cho bạn bè. Và thực sự đó là một điều đáng tiếc, rất là tiếc. Bởi vì khi qua đến nơi chúng ta sẽ cảm thấy nhớ gia nhiếp, nhớ bạn, nhớ bè, nhớ gia đình. Và tiếc là tại sao lúc đó mình không đi uống với nhau ly trà sữa trước lúc mà chúng ta chia tay để đi du học như thế này. Thì đây chỉ là một vài chia sẻ ngắn gọn thôi. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong một vài chương trình khác các bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.